Việt Nam phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến chủng Omicron. Thuốc COVID-19 được cấp phép, thế giới có thêm vũ khí chống dịch. Số ca COVID-19 liên tục lập đỉnh tại Trung Quốc. Đó là những thông tin nóng hổi nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19, không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Đây là hành khách trở về từ Anh đến sân bay Nội Bài vào ngày 19 tháng 12, được cách ly tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội. Ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế đã có báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính về trường hợp nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Cụ thể, ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội đã tiếp nhận hành khách KVHM trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Khi về đến sân bay nội bài vào tối 19 tháng 12, người này có kết quả test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, trường hợp trên được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong phòng riêng thuộc khu vực nhà lưu trú. Khoa Sinh học phân tử của cơ sở y tế này đã thực hiện xét nghiệm lại bằng phương pháp RT-PCR và cho kết quả dương tính, chỉ số CT 16,52. Với yếu tố dịch tễ trở về từ Anh ngày 20 tháng 12, bệnh viện đã giải trình tự gen mẫu bệnh phẩm của người này, kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Ngày 21 tháng 12, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu giải trình tự gen cho bệnh nhân, kết quả xác định bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron B11529. Bộ Y tế thông tin đây là trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể chủng này tại Việt Nam từ người nhập cảnh. Người này đã được cách ly quản lý kịp thời ngay sau đó. Trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đã có kết quả giải trình tự gen khẳng định. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của người này chưa được thông tin cụ thể. Chúng tôi không ngạc nhiên khi nhận kết quả giải trình tự gen là biến chủng Omicron bởi không phải biến chủng này thì cũng sẽ là một biến chủng khác. Do đó, người dân nên tuân thủ biện pháp phòng chống dịch và quy định 5K, không nên quá lo lắng, vị lãnh đạo này chia sẻ thêm. Trước đó ngày 24 tháng 12, ghi xét trong web cung cấp các dữ liệu về kết quả giải trình tự gen và vị trí địa lý các biến chủng của virus SARS-CoV-2 đang lưu hành trên thế giới, đánh dấu Omicron xuất hiện tại Hà Nội. Về phía Bộ Y tế, cơ quan này cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm nCoV tại cộng đồng, người có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng, cách ly, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan bùng phát rộng, tránh lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly, vùng phong tỏa từ cuối năm 2020, Sars-cov-2 liên tiếp tạo ra nhiều biến chủng đáng lo ngại từ Alpha, Gamma và Delta, gây ra nhiều thách thức cho các quốc gia. Đặc điểm chung của các biến chủng đáng lo ngại nói trên là mang các đột biến, đặc biệt là trên protein gai (spike protein), cho phép virus có khả năng lây lan hơn, giảm tác dụng của vaccine, thậm chí còn độc lực cao hơn, tiêu biểu là Delta. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát, chuyển mẫu bệnh phẩm đến các đơn vị chuyên ngành để giải mã nhanh các biến chủng lưu hành kịp thời phát hiện sự xuất hiện của các biến chủng quan ngại như Omicron. Biến chủng Omicron được phát hiện lần đầu tiên ở châu Phi, đến nay đã được báo cáo ở hàng chục quốc gia. Nhiều nước châu Á cũng đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và Ấn Độ. Biến chủng Omicron hiện lan đến Đông Nam Á. Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia châu Á Thái Bình Dương tiêm chủng đầy đủ cho người dân để chuẩn bị trong nguy cơ bùng phát dịch do biến chủng Omicron. Ngăn biến chủng Omicron, Hà Nội yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi 14 ngày. Hà Nội yêu cầu những người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 14 ngày để ngăn ngừa dịch COVID-19, đặc biệt là sự xuất hiện của biến chủng Omicron. Ngày 28 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị địa phương của thành phố và cảng vụ hàng không miền Bắc về triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh. Theo đó, Hà Nội yêu cầu 3 ngày đầu kể từ khi nhập cảnh, người nhập cảnh phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú, nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tự theo dõi sức khỏe, người nhập cảnh không được tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi cư trú, chủ động liên hệ, khai báo thông tin với y tế nơi cư trú để thực hiện quản lý và xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định thực hiện xét nghiệm sars cov 2 vào ngày thứ ba kể từ ngày nhập cảnh nếu âm tính tiếp tục theo dõi sức khỏe đến 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh trường hợp dương tính thì xử lý theo quy định với người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều cần cách ly tại nơi cư trú 7 ngày kể từ ngày nhập cảnh xét nghiệm sars cov 2 vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy nếu âm tính tiếp tục theo dõi đến hết 14 ngày dương tính thì xử lý theo quy định người nhập cảnh dưới 18 tuổi người từ 65 tuổi trở lên phụ nữ đang mang thai người có bệnh lý nền nhưng không phải theo dõi điều trị tại cơ sở y tế sẽ được cách ly cùng người chăm sóc cha mẹ người nhà người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid 19 và phải ký cam kết tự nguyện cách ly sau khi được giải thích về các nguy cơ lây nhiễm covid 19 phải thực hiện nghiêm các yêu cầu về xét nghiệm quy định phòng chống dịch covid 19 như đối với người nhập cảnh cùng với đó hà nội cũng tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể omicron tại địa bàn dân cư cơ quan xí nghiệp doanh nghiệp thuốc uống điều trị COVID-19 được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cuộc chiến chống dịch trong bối cảnh nhiều nước đang đối mặt với làn sóng tăng nhiễm trở lại. Mỹ ngày 23 tháng 12 đã cấp phép thuốc trị COVID-19 Monopiravir cho nhóm bệnh nhân trưởng thành có nguy cơ cao. Trước đó một ngày, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã cấp phép cho Paxlovid, loại thuốc trị COVID-19 được uống đầu tiên tại nước này. Thuốc Paxlovid của hãng dược Pfizer có thể dùng tại nhà để ngăn chặn các triệu chứng nặng của mầm bệnh trong khi thuốc Monopiravir do hai hãng dược Mac Co và Rixbeck Beta Beautic hợp tác điều chế có thể được sử dụng khi các phương pháp điều trị khác không thể tiếp cận hoặc không phù hợp về mặt lâm sàng. Trong các viện nghiên cứu lâm sàng, Monopiravir được chứng minh là làm giảm rủi ro tử vong và nhập viện khoảng 30% ở nhóm người trưởng thành có nguy cơ cao. Tại Mỹ, thuốc của Pfizer được ưu tiên hơn vì mức độ hiệu quả rất cao khi giúp giảm gần 90% nguy cơ nhập viện và tử vong ở nhóm những bệnh nhân dễ có triệu chứng nặng và chỉ gây ra tác dụng phụ nhẹ. Hiệu quả cao, tác dụng phụ thấp và sử dụng theo dạng đường uống. Nó đáp ứng mọi tiêu chí. Đây là loại thuốc giúp giảm 90% rủi ro nhập viện và tử vong ở nhóm nguy cơ cao. Điều này thật tuyệt vời. Tiến sĩ Gregory Polan từ Tổ chức Y tế Mayo Clinic nhận định về thuốc của Pfizer. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KDCA ngày 27 tháng 12 thông báo họ đã đảm bảo đủ thuốc kháng virus cho 604.000 người, trong đó có 362.000 người sẽ sử dụng Paxlovid do Pfizer phát triển và 242.000 người sẽ sử dụng Monopiravir do Merck phát triển. Thuốc kháng virus tại Hàn Quốc sẽ được phân phối dần từ giữa tháng 1 với nguồn cung ban đầu là Paxlovid để điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ cao phát triển các triệu chứng COVID-19 nghiêm trọng. Trước đó, KDCA đã bật đèn xanh cho việc sử dụng khẩn cấp Paxlovid đưa loại thuốc này trở thành thuốc điều trị COVID-19 sang uống đầu tiên tại Hàn Quốc. Sự ra đời của những loại thuốc uống dễ sử dụng là một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Xem về mức độ hiệu quả cao được chứng minh trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, khả năng dễ vận chuyển, bảo quản, quản lý và nếu được sử dụng với chiến lược đúng đắn, thuốc uống sẽ giúp Hàn Quốc giải quyết cuộc khủng hoảng COVID-19. Sử dụng thuốc Paxlovid được xem là cách nhanh và rẻ hơn nhiều trong việc điều trị COVID-19. Các loại thuốc được cấp phép trước đó đều yêu cầu phải được truyền hoặc tiêm giá thành thấp hơn và có thể sử dụng tại nhà là những ưu điểm đáng kể của thuốc viên đường uống so với các phương pháp điều trị covid-19 khác. Thuốc uống sẽ giúp giảm bớt tình trạng thiếu dường bệnh hiện nay, vì Hàn Quốc đang ghi nhận số lượng bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch cao kỷ lục. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh hiện tại ở Mỹ việc cấp phép thuốc đường uống cũng làm giúp giảm nguy cơ nhập viện cho bệnh nhân và giúp các cơ sở y tế không phải đối mặt với kịch bản quá tải. Tuy nhiên, giới khoa học hiện tại vẫn khuyến cáo vắc là công cụ bảo vệ hữu hiệu, hiệu hơn trước nguy cơ mắc covid-19. Mặc dù thuốc uống sẽ có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhưng tôi sẽ không gọi nó là yếu tố làm thay đổi cục diện. Trong hai năm qua, chúng ta đã hiểu ra rằng chỉ riêng vaccine là phương pháp điều trị không thể tiêu diệt được loại virus đột biến nhanh chóng. Ngoài sử dụng chúng làm công cụ, chính phủ cần phải lập một kế hoạch thoát khỏi đại dịch chi tiết. Ngày 27 tháng 12, số ca COVID-19 trong cộng đồng tại các địa phương của Trung Quốc đã tăng ngày thứ tư liên tiếp với ổ dịch chính tại thành phố Tây An, nơi gần 13 triệu dân đang bị phong tỏa nghiêm ngặt ổ dịch mới nhất ở Trung Quốc, thành phố Tây An, đã báo cáo 175 ca COVID-19 có triệu chứng, tăng so với 150 trường hợp của ngày hôm trước. Theo dữ liệu chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa công bố ngày 28 tháng 12, Tuy nhiên, vẫn chưa có ca nhiễm Omicron nào được công bố trong số 810 trường hợp được xác nhận ở Tây An từ ngày 9 tháng 12 đến nay. Trên cả nước, Trung Quốc đại lục đã phát hiện 182 trường hợp có triệu chứng, tăng so với 162 ca một ngày trước đó và đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp của các ca bệnh cộng đồng. Đây là số lượng hàng ngày cao nhất kể từ khi bản tin công bố dịch ở nước này chính thức phân loại riêng người mang mầm bệnh không triệu chứng vào cuối tháng 3 năm ngoái. Mặc dù số ca bệnh ở Tây An và Trung Quốc ít hơn nhiều các nước khác, nhưng giới chức địa phương vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại trong thành phố và rời khỏi thành phố. Trong ngày 27 tháng 12, Tây An, nơi có gần 13 triệu dân, bắt đầu một đợt xét nghiệm axit nucleic mới và thắt chặt việc phong tỏa bằng cách yêu cầu tất cả cư dân phải ở trong nhà. Các phương tiện không thiết yếu cũng bị cấm ra đường. Tây An cũng đã tiến hành khử trùng toàn bộ thành phố, coi đây là một phần trong các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Nhưng cách làm này đang gây ra tranh cãi trong dư luận về tính hiệu quả. Bản tin của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức nóng hổi khác về tình hình dịch bệnh trong nước và thế giới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay.